Quán xì. Quán tù xì. Em chơi trước. Chọn ai à? Chọn tôi đi ạ. Vấp ngã chỗ nào đứng bạn lên chỗ đó. Hay đến với chung cư của tôi. Đúng vậy. Vấp ngã chỗ nào đứng lên chỗ đó. Được vậy. Dạ em lựa chọn. Phát Lan. Vòng 3 của chương trình chọn ai đây? Xin phép được bắt đầu à. Câu hỏi của Phát Lan như sau. Cá voi xanh được mệnh danh là loài động vật có trái tim lớn nhất hành tinh. Trên thực tế, trái tim của cá voi xanh lớn tương đương với vật gì? Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin kể lại một câu chuyện về những nhà bác học đang đi gọi là nghiên cứu về cá voi xanh. Thì một hôm là có một con cá voi xanh nó vô tình nó chết già, nó trôi vào bờ. Đó thì các nhà đúng rồi. Thì các nhà khoa học mới lại nghiên cứu nó, mổ xẻ nó ra và lấy một trái tim trên người nó ra. Ủa, nó không phải lấy ruột hả? Lại để tôi nhét vô lại. Các nhà khoa học lấy trái tim ra. Đây, trái tim. Nhà khoa học thấy rằng trái tim này nó to bằng một chiếc xe tải. Đúng vậy, khi mà đem về phòng nghiên cứu thì mới phát hiện ra là lấy lộn trái thận của con cá voi. Lấy lộn trái thận của con cá voi cho nên quay lại cái cá khác. Trời. Và khi mà quay lại thì mổ thêm một trái nữa và phát hiện ra có một cái trái nó bự bằng một cái máy giặt. Thưa anh hàng xóm, cho tôi hỏi đây là cá voi đực hay cá voi cái à? Một con cá voi đực. Thế không biết cái trái vừa moi ra là trái gì? À, trái vừa rồi vừa moi ra là cái trái cổ của con cá voi. Trái cổ con cá voi. Chết rồi, trả trái cổ lại đi. Trả trái cổ lại. Và cuối cùng anh ta thấy chỉ còn một trái duy nhất trên người con cá voi. Và cuối cùng cũng đã thấy được một trái tim chính xác. Anh ta phát hiện rằng trái tim của con cá voi xanh bự bằng một chiếc xe điện đụng. Sao? Dạ. Tin hay không à? Tôi tin. Và sự lựa chọn của anh Tú là một sự lựa chọn. Chính xác à? Được rồi. Theo nghiên cứu thực tế của các nhà khoa học vào năm 2015, kích thước thực tế của tim cá voi xanh chỉ bằng kích thước của một chiếc xe ô tô điện đụng trong sân chơi trẻ em và nặng tương đương với một chiếc xe mô tô cỡ trung bình khoảng 180kg. Và với sự lựa chọn này đã đem về một dấu o đầu tiên cho anh Tú à. Chúc mừng. Lần gì? Chị Phương Lan à. Vì sao em lại chọn Phương Lan? Chị mặc áo trắng thì sẽ nói thật. Không anh, này là anh chưa nghe qua câu đổi trắng thay đen rồi. Phương Lan tiếp chiêu nè. Theo một đoạn clip trên mạng, một nhóm du khách nước ngoài đã có hành động đáng yêu nào khi xem điệu múa sáng sớm của đồng bào dân tộc Mông ở Hà Giang? Việt Nam là một đất nước mà khá là phát triển về du lịch. Chính vì vậy rất thu hút người nước ngoài ồ ạt về đây để mà người ta tham quan du lịch. Tham phá du lịch. Mình phải tổ chức một tour gọi là tour. Tour du lịch, đúng rồi. Đó, đó, vô, vô, vô. Có anh được dẫn viên Lê Dương Bảo Lan. Đi, 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 đi. Oppa, oppa, oppa. Đi du lịch kìa, mọi người du lịch. Chào mừng quý quan khách đang đến với quê hương Việt Nam chúng tôi. Việt Nam. Đúng rồi, thì khi mà các bạn tới đây thì tour chúng ta là tour 2 ngày 1 đêm. Và khi các bạn tới đây, các bạn sẽ được ăn uống những cái món đặc sản của người Mông. Các bạn sẽ được thưởng thức những điệu múa của các cô gái người Mông. Và đến đó thì chúng ta sẽ cùng quây quần bên đống lửa để thể hiện tinh thần gắn kết anh em với nhau. Được chơi. Hồi chúng ta có được chúng ta có thu hồn với tụi người hỏi thâu. Ấm ơn được khoa hỏi thâu. Sáng sớm là lúc này là mọi người cũng mới cho ăn thức dậy thôi. Nhưng mà ở gọi là Sapa gọi là ăn lạnh quá, mình phải châm lửa để mà đốt củi. Đúng rồi, châm lửa. Cái khói sẽ đánh thức những cái người du khách ở dậy là họ mới vừa dậy luôn, họ chưa đánh răng rửa mặt xuống miệng với cái những cái cô gái người Mông này, bắt đầu họ bật những cái điệu nhạc của cái người dân tộc họ lên, bắt đầu họ múa à. Rồi họ múa đó. Qua bao đèo núi cao vượt đường xa, ngọt ngào hương cây trai. Ta 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 ta. Sau khi mà thấy người ta là đang múa như vậy thì
quá là phấn khích thì đương nhiên là xung quanh. Đúng rồi, xung quanh mới là cầm họ đi. Chạy. Đúng rồi, đi vòng tròn. Các bạn chạy, cầm cái kem đánh răng lên. Hay quá. À. Tại vì lúc mới vừa dậy mà kiểu như hiếu kỳ ở trong cái gì ra, họ ra đứng vậy này. Rồi. Rồi. Ta 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 chuyển ra ngoài nhà đi làm đến đầu của bạn du khách khi mà tới cái vùng của người Mông là bữa sáng khi họ nghe nhạc của các cô gái múa thì họ đã vừa đánh răng ạ. Cảm ơn rồi. Tất cả mọi xin người mời đoàn du khách một tràng pháo tay cho đoàn du khách. Và chốt đáp án của Phương Lan đó là gì? Dạ là họ cầm bàn chải đánh răng buổi sáng ạ. Lân Di, em có tin với câu trả lời của Phương Lan hay không? Em tin à? Như em nhớ em coi clip này rồi. Trời ơi. Lựa chọn em là tin. Đó là một lựa chọn. Chính xác à? Wow. Chúc mừng em. Vừa đánh răng vừa xem múa. Và lựa chọn này đã đem về cho em một dấu ít đầu tiên. Chúc mừng em. Rồi, tới em đó, Tú. Em không thể nào chọn được bộ ba chữ L thì em chọn chị Miss Thi. Câu hỏi của Miss Thi như sau: trong MV Là Do Em Xui Thôi, ca sĩ Sophia đã làm rớt ba vật gì? Trời, âm nhạc là em cứ bí là em hỏi chị nha. MV này là một MV mà chị Sophia đóng một cái vai đó là yêu một cái anh rất là đẹp trai, nhưng mà chỉ là một người ngoại hình không có đẹp lắm nên là chỉ khá là tự ti, chỉ dám yêu thầm anh này thôi. Cho đến lúc mà chị nhặt được một cái cúc áo của anh này, chị có làm một cái bánh kem thì chị liếm cái bánh kem đó. Nghĩa là chị rất là thích cái bánh kem đó, chị muốn đặt cái bánh kem nó vô trong cái tủ lạnh. Thì trên đường chị đi rất là hí hửng thì chị bị rớt cái bánh kem của bạn. Xong rồi chị rất là đau khổ. Cái gì ngộ vậy? Vì em quyết định làm lại thêm một cái bánh kem nữa. Không, chị này hí hửng, chị này rất cái bạch gần nổi bên cạnh cái bánh kem đó. Và cuối cùng là chị làm một cái bánh kem cuối. Em đánh bông lan đi chứ bánh kem xui quá trời. Không, người thích bánh kem mới liếm được. Bông lan chứ ăn thôi. Chị cuối cùng chị làm bánh kem này thì chị cẩn thận hơn rồi. Chị tính đem tới tặng danh này. Nhưng chị phát hiện ra là nhỏ bạn thân của chị đã vui vẻ với cái anh mà chị thích ở trong xe. Nên là cuối cùng là cái bánh kem của chị cũng rớt cái bạch. Đáp án là cái bánh kem. Rớt bánh kem. Em có tin tưởng không à? Em tin ạ. Tin biết gì. Tại cái MV này em cũng có xem thoáng qua rồi, nhưng mà em không nhớ lắm là rớt liên tục cái đó 3 lần. Anh Tú đã tin tưởng đáp án rớt bánh kem của Vicky và đó là một sự lựa chọn. Hoàn toàn đúng đắn à. Tuyệt vời. Rớt bánh kem, đó là MV Là Do Em Xui Thôi của ca sĩ Sophia. Với lựa chọn này đã đem về cho em một dấu o nữa. Chúc mừng anh Tú. Lần gì? Welcome to Korea. Hàn Quốc à? Lâm Vĩ Dạ chỉ còn con đường đó thôi để ngăn chặn. Câu hỏi của Lâm Vĩ Dạ như sau. Hả? À, cái gì vậy? Theo chia sẻ của diễn viên Hứa Minh Đạt, khi còn làm MC cánh gà cho một chương trình, do quá hồi hộp, anh đã giới thiệu nhầm tên danh hài Tấn Bèo như thế nào? Làm sao mà tôi có thể quên được? Tôi nghĩ là danh hò. Tại vì hả, bài tập làm văn vừa rồi đó là hả, anh thằng cái con bé Châu nó tả là Lê Dương Bảo Lâm là một người rất hay ho. Nhưng mà nó nghĩ là hay hò. Tôi nghĩ là danh hò Tấn Bèo. Không, tôi nghĩ là không tới mức mà líu lưỡi mà từ hài qua hò đâu. Hôm đó có chị không à? Hôm cái hôm mà giới thiệu có chị không? Đây là một kỷ niệm mà chồng tôi đã từng chia sẻ với tôi cái thuở mà hai đứa còn hàng vi. Vâng, chị diễn lời tiểu phẩm mới đi ạ. Thì bình thường gần 30 năm, 20 năm gì trong nghề mà đến thời điểm bây giờ ảnh vẫn còn líu lưỡi thì huống gì lúc đó mới là một chàng sinh viên ra trường, vừa mới ra trường thôi. Vậy số trước ai ở trên lầu chửi tôi ăn bắp khiến chồng đã bị dập thì ra là chồng phải dập từ mấy chục năm về trước rồi. Đúng rồi, mấy tuần trước là cái ngày đầu tiên, ngày thứ nhất, thứ hai của anh. Thì tôi vô tình tôi ăn chay mà anh ở trên chỉ xuống thẳng vô mặt tôi. Trời ơi, đi quay mà ăn bắp vậy. Rồi chồng chỉ dấp em thấy không? Trời ơi, không, mới đầu là chị la anh, chị nói là ăn bắp là anh
bị dấp đó. Anh mới nói là tôi không dấp, tôi nói chuyện giỏi lắm, tôi không có dấp. Cái ông nói nhưng mà em ăn bắp chồng vậy dấp. Mà trong đó chồng bà dấp mấy chục năm trước rồi, vậy mà bà đổ thừa miếng bắp của tôi. Thật ra thì đó, nó là vậy đó. Và vào ngày hôm đó thì xui rủi như thế nào, sáng chồng tôi chương gì thì cũng có một xe bắp đi ngang. Và chồng tôi đã vô tình mua một trái bắp ăn vào. Thì người ta nói là cái gì đó, có thờ, có thiên, có kiêng, có lành. Khi mà ăn bắp vào thì thế nào cũng sẽ bị nói chuyện lắp bắp. Và đúng thật là như vậy. Tối hôm đó thì anh đã làm MC cho một sân khấu hài kịch. Vào thời điểm đó rất là đông khách và không có được ra ngoài đâu, đứng ở trong cánh gà làm MC. Thì một phần là do mới ra trường còn non nghề quá, một phần là bởi vì ăn nói không có được khéo léo cho lắm. Và cái yếu tố quan trọng nhất là ngày hôm đó anh đã ăn một trái bắp. Cho nên là khi giới thiệu về danh hài Tấn Beo, chồng tôi đã lắp bắp giới thiệu rằng dạ. Xin mời quý vị, và sau đây sẽ là tiết mục rất hề hước vui nhộn, một tiểu phẩm mang đến nhiều tiếng cười cho quý vị khán giả. Tiểu phẩm Lên Chùa Bản Nhang, và tiểu phẩm này không ai khác, đó chính là nhóm hài của danh hài Tấn Béo à. Đó là sự nhầm lẫn của chàng sinh viên mới ra trường Hứa Minh Đạt, nói nhầm Tấn Béo thành Tấn Béo. Chắc là bữa đó anh thấy ai béo béo đi ngang à. Em có tin tưởng người đầu óc chăn gói của anh không? Dạ tin rồi. Tin? Vì sao em tin à? Vợ chồng với nhau thì phải nhớ những cái của nhau. Chưa chắc em ơi. Không. Và sự lựa chọn đó là một sự lựa chọn. Không chính xác. Trời ơi, thì ra là chị không. Bởi vì chồng tôi chưa bao giờ chia sẻ câu chuyện. Đây là một kỷ niệm mà chồng tôi đã từng chia sẻ với tôi. Cái thuở mà hai đứa còn hàng vi. Chồng tôi chưa bao giờ chia sẻ câu chuyện. Tại sao biên tập chương trình biết mà tôi không biết, hỏi anh Hứa Minh Đạt? Tại vì em không xem những cái tâm sự của anh, tâm tư của anh khi mà tâm sự nói về hoàn cảnh gia đình mình. Vậy thì tôi chắc chắn cái đoạn tâm sự đó nó không viral. Đâu, tại không viral sao biên tập biết? Đó là thật ra là hồi xưa là anh làm MC ở trong cái cánh gà. Hồi xưa là mang tiếng MC, nhưng mà MC ở những cái tụ điểm tấu hài là đứng trong cánh gà cầm cái mi dây á, đứng trong cánh gà nó và liên tục chương trình mời các bạn hãy đến với tiểu phẩm hài hước vui nhộn gì đó, đó với sự góp mặt của ai đó là hàng đêm là đứng đó. Thì ngay đó là ngay dịp lễ Tết thì những nhóm hài thì họ chạy show rất là nhiều nên sân khấu rất là dễ bị tăng mo. Khi mà tăng mo là không có nhóm hài diễn là sân khấu trống như này, xong mở nhạc thì lúc đó là biên tập với MC trong đây là đổ mồ hôi hột. Tại khán giả vậy là sẽ la ó và họ sẽ bỏ về tiết mục này hết rồi. Mà chưa có gì hết, anh đang câu thời gian đó là giới thiệu và sân khấu trống luôn. Anh đứng trong cánh gà, anh nói là kính thưa quý vị khán giả, hàng đêm ở sân khấu chúng tôi sẽ diễn những cái tiết mục hài hước vui nhộn do những danh hài, những nhóm hài nổi tiếng như mình đang kéo là giới thiệu vậy đó. Thì nghe, anh Béo về đó rồi. Và liên tục chương trình mời các bạn hãy đến với tiểu phẩm hài hước vui nhộn Năm Nổ Về Làng với sự góp mặt của nam danh hèo Tấn Beo. Đó là vừa giới thiệu là nam danh hèo Tấn Beo là đổ hoa. Lúc đó anh chạy vào giới thiệu tao gì không có được. Nam danh hèo hết trơn á, ta danh hèo. Vậy mai mốt mình sẽ giới thiệu là nam danh hèo Lê Dương Bảo Lâm. Nam danh hèo anh cho em ba hèo liền đó. Và với sự lựa chọn này em đã tạo cơ hội cho anh Tú để mà dứt điểm trận đấu này. Anh Tú, dạ. Bây giờ là lúc ghi bàn. Dạ. Ở lượt chơi này em xin chọn chị Lâm Vĩ Dạ. Lâm Vĩ Dạ. Nhà phát minh nổi tiếng Thomas Edison có câu nói bất hủ như sau: thiên tài 1% là cảm hứng và 99% là A may mắn, B cố gắng, C mồ hôi, D kiên trì. Ông mà chế ra cái bóng đèn á em biết không? Dạ biết ạ. Ông đã thí nghiệm rất là nhiều lần luôn á, ông làm đến mấy chục ngàn lần luôn á. Anh nghĩ là cố gắng hoặc là kiên trì á. Em nghĩ là mồ hôi. Cố gắng và kiên trì. Mồ hôi nước mắt rồi đó. Mồ hôi nước mắt. May mắn. Thực ra thì tất cả bốn cái yếu tố trên nó đều hợp lý, nhưng đáp án chỉ có một mà thôi. Đúng. Và mình sẽ chọn một cái đáp án mà mình nghĩ nó phù hợp nhất. Người ta có câu là đổ mồ hôi. Đúng rồi, đổ mồ hôi sôi nước mắt. Ủa nhưng mà ông ở nước ngoài ông có biết câu đó không? Không, ông không biết. Mình đang dẫn chứng anh ơi. Mình đang đúc kết anh ơi. Với lại thường á, em thấy tất cả những cái sự thành công thì đằng trước đó đều có phải đánh đổi rất là nhiều mồ hôi và nước mắt, thậm chí kể cả máu nữa. Cho nên là may mắn thì nó cũng chỉ là một phần thôi. Cố gắng thì nhiều khi cố gắng mà đi không đúng hướng thì nó cũng
lệch pha lắm, nó cũng không hợp lý. Cố gắng mà không đổ mồ hôi là cố gắng không tới. Đúng rồi, cố gắng ở trong phòng lạnh đúng không? Đúng rồi. Nó không tới. Phải ra ngoài đồng. Phải đi ra ngoài đồng cày sâu cuốc bẩm. Đúng vậy, kiên trì thì cũng không hợp lý lắm. Cho nên đáp án của tôi đó chính là mồ hôi. Hình như mình có bài mồ hôi và giọt nước mắt đúng không? Giọt mồ hôi em rơi khi anh nói lời chia tay. Giọt nước mắt rồi. Lộn lộn bài tình yêu và giọt tình yêu và giọt này đúng rồi. Giọt mồ hôi em rơi. Tự nhiên anh tự nhiên thắc mắc là cái bài đó sao hát hay hát lạ vậy? Tự nhiên ta nói chia tay cái rớt giọt mồ hôi. Chứng tỏ là mình đã bỏ rất nhiều công sức ra, nhiệt huyết ra để mình mày mò, mình làm cho cái nghiên cứu đó nó thành công. Mồ hôi là đáp án của Lâm Vĩ Dạ. Anh Tú, em có tin tưởng vô đáp án của Lâm Vĩ Dạ hay không? Em tin. Tin. Tài năng là 1% là cảm hứng, 99% là mồ hôi. Vì sao em tin đó là đáp án chính xác? Vì cái kiến thức của chị Dạ đưa ra nó khá phù hợp với cái suy nghĩ của em. Kiên trì là phải có rồi. Đúng. Cố gắng là phải có rồi, nỗ lực. Cái sự may mắn cũng phải có nữa. Nhưng mà cái yếu tố đầu tiên mà mình dễ gần thấy nhất, đơn giản nhất của những cái ông bác học ngày xưa là họ luôn luyện tập, họ luôn làm mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi giờ. Thì cái làm chính vì làm như vậy nên là mồ hôi nó đổ ra rất là nhiều. Mà ngày xưa không có máy lạnh. Cái nghề của mình nó lên tập bài là phải có mồ hôi mới. Đúng bài rồi. Nó mới hay được. Diễn mà tốt mồ hôi là diễn bị chì á. Tập gym mà không ra mồ hôi là không hiệu quả. Hình như anh Tú đã phát hiện ra chính gương mặt này ai cũng đổ mồ hôi hết thì phải. Và lựa chọn của anh Tú là lựa chọn đã đem về chiến thắng cho anh Tú ở lượt thi đấu này à. Chúc mừng em. Đó là mồ hôi. Đúng vậy. Ngụ ý trong câu nói dù làm việc gì đi chăng nữa, nhanh nhạy thông minh là một phần, nhưng to lớn hơn là cần cù siêng năng. Cũng như Thomas Edison, ông cũng đã mất 10.000 lần thí nghiệm thất bại mới phát minh ra bóng đèn mang nguồn sáng đến nhân loại. Chiến thắng này đã đem về cho anh Tú phần thưởng của chương trình chọn ở đây, đó chính là 5 triệu đồng. Chúc mừng em. Cảm ơn anh. Không sao lớn gì, mặc dù là mình thua nhưng mình cũng đem về phần thưởng của chương trình, đó chính là 4 triệu đồng. Chúc mừng em. Sao đến với lại chương trình chọn ai đây em cảm thấy như thế nào? Cái tâm lý của mình nó bị đảo lộn rất là đảo nhiều, bị thao túng rất là nhiều. Mình thao không túng. Biết tâm lý mình đang đâu luôn. Tại vì em đa nghi quá thôi. Hoặc là em cả tin quá, em nghĩ là vợ chồng sẽ biết hết về nhau. Nhưng mà em đâu có nghĩ là anh Đạt đâu bao giờ kể chị Dạ cái câu chuyện đó đâu. Đúng vậy. Đâu phải chuyện gì anh Đạt cũng kể chị Dạ nghe. Câu đó là căng nha. Câu đó hơi bị căng nha. Các bạn lại thao túng tâm lý em nữa rồi. Vậy là còn bao nhiêu chuyện anh giấu tôi nữa, anh hứa mình Đạt. Anh Tú, dạ. Em có bị thao túng tâm lý giống như là Lân Di không? Dạ không, tâm lý em rất thoải mái. Rất thoải mái và đem về chiến thắng. Dạ. Đến với chương trình chọn ở đây em cảm nhận như thế nào về chương trình này? Đầu tiên là được gặp lại quý chung cư. Và em thấy chung cư có nhiều sự thay đổi. Có người đến, có người đi và có người ở lại. Thì em thấy là cái chung cư vẫn mang được cái màu sắc là vui nhộn. Với những tiểu phẩm hài hước, em cảm thấy là chung cư này càng ngày càng có sự đoàn kết hơn. Điển hình như câu hỏi của Phương Lan là tất cả các anh chị em chung cư bỏ việc làm để phụ Phương Lan. Kết hợp là không có đâu, bữa là nó làm một lần mà tụi tôi không phụ là biên tập hợp với tôi. Làm nghề mà nó không có tâm. Hy vọng xem ngày đó em sẽ quay lại gặp chung cư hoặc là em thấy là nhập vô nhân khẩu hay luôn ha. Dạ, hy vọng là như thế ạ.